Tốc độ suy luận của mô hình lớn tăng gấp 10 lần so với GPU S100 của NVIDIA, chi phí suy luận mỗi đơn vị lại giảm tới 80%. Trong bài test vào tháng 11 năm 2024, hệ thống sử dụng chip gờ dốc NPU khi chạy mô hình Lama 3 với 170 tỷ tham số đã đạt mức thông lượng gần 1.665 tàu cân mỗi giây, nhanh hơn cả một bậc so với tốc độ chỉ 40 tàu cân mỗi giây của GPU truyền thống. Ngày 28 tháng 1 năm 2025, Sitata từng gây báo Internet vào năm ngoái gờ chuyên về chip AI suy luận hiệu năng cao, lại tiếp tục công bố hợp tác chính thức với mô hình DeepSeek A1, mục tiêu là tận dụng khả năng suy luận vượt trội của NPU để cung cấp dịch vụ AI với chi phí thấp hơn và hiệu suất cao hơn cho người dùng toàn cầu. Trong cuộc chiến công nghệ, kẻ nhanh hơn chính là kẻ sống sót, cộng đồng mạng lại một phen bùng nổ. Các diễn đàn công nghệ không ngừng chia sẻ, thậm chí còn tung ra khẩu hiệu, DeepSeek chỉ là món khai vị, con át chủ bài thực sự, chính là chip AI thế hệ mới, NPU. Vậy con chip NPU này, rốt cuộc là thần thánh phương nào, là ảo ảnh trong gương trăng trong nước, hay là hướng phát triển mới, cho kiến trúc phần cứng AI thế hệ kế tiếp, liệu nó có đủ sức, phá vỡ thế độc quyền GPU của NVDA? Sự kết hợp giữa DeepSeek và NPU, liệu có tạo ra cú hích mang tính đột phá cho các mô hình AI Trung Quốc, vốn đang đổi mới và bứt phá không ngừng? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng giải mã, một trong những chủ đề nóng hổi và thú vị nhất hiện nay. Trước tiên, NPU là gì? NPU là viết tắt của Language Processing Unit, tạm dịch là bộ xử lý ngôn ngữ tự nhiên, như tên gọi. Đây là một loại vi xử lý hoàn toàn mới, được thiết kế chuyên biệt cho các tác vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Khác với GPU, vốn được sinh ra để xử lý hình ảnh và thực hiện các tác vụ tính toán đa mục đích, NPU tập trung tối đa vào các nhiệm vụ liên quan đến hiểu ngôn ngữ, sinh văn bản và các tác vụ AI xử lý chuỗi dữ liệu. Chúng ta đều biết, GPU ban đầu được tạo ra để xử lý đồ họa trên máy tính. Một GPU thường tích hợp hàng nghìn đơn vị tính toán nhỏ, nó rất giỏi trong việc thực hiện song song các phép toán ma trận, cực kỳ phù hợp cho xử lý hình ảnh và mô phỏng toán học. Vì đặc điểm này, GPU đã được ứng dụng rộng rãi trong huấn luyện và suy luận mô hình AI. Còn NPU thì sao? Bạn có thể hiểu đơn giản, NPU là một dạng vi xử lý ASIC mới, được tùy biến riêng cho các tác vụ NNP theo sơ đồ kiến trúc npu sử dụng mô hình xử lý tuần tự tức là nó không cần nhiều lõi như gpu mà tập trung làm cho từng lõi to mạnh và hiệu suất cực cao lấy ví dụ cụ thể từ gdok hãng phát triển npu nổi bật hiện nay thì chi của họ sử dụng kiến trúc tsp đây là kiến trúc tối ưu hóa sâu cho dòng dữ liệu tuần tự cực kỳ phù hợp để xử lý các nhiệm vụ dạng chuỗi như trong các mô hình ngôn ngữ lớn. Ví dụ minh họa dễ hiểu, hãy tưởng tượng, GPU giống như một mạng lưới giao thông đô thị hiện đại, trong đó có đủ loại phương tiện, xe đạp, ô tô, tàu hỏa, xe máy, mỗi loại phục vụ một nhiệm vụ khác nhau. Mạng lưới này đa năng, linh hoạt, có thể xử lý đủ mọi việc, từ đi làm hàng ngày, tính toán phổ thông, chở hàng, giả lập khoa học cho đến tham gia các sự kiện đặc biệt. AI huấn luyện và suy luận Tuy nhiên, vì quá đa năng nên cũng có thể xảy ra tắc nghẽn, xung đột tài nguyên hoặc hiệu suất không đồng đều. Ngược lại, NPU giống như một hệ thống cao tốc, được tối ưu hóa cực độ, thiết kế riêng cho NNP, đặc biệt là suy luận các mô hình ngôn ngữ lớn, tuyến cao tốc này chỉ cho phép loại phương tiện chuyên biệt lưu thông và nhờ vào quản lý đóng kín, điều phối cực kỳ hiệu quả, nó gần như loại bỏ hoàn toàn độ trễ và nhiễu loạn. Kết luận, trong các nhiệm vụ AI yêu cầu xử lý chui dữ liệu khổng lồ như suy luận ngôn ngữ, sinh văn bản, LPGU không chỉ nhanh hơn mà còn tiết kiệm điện năng và giảm độ trễ đáng kể. Nó không phải là bản nâng cấp của GPU mà là một hướng phát triển hoàn toàn khác cho phần cứng AI thời đại mới. Ngoài ra, kiến trúc bộ nhớ của NPU cũng có thiết kế rất đặc biệt. Nhìn vào sơ đồ, ta thấy rõ sự khác biệt. Khác với các GPU hiệu năng cao truyền thống, vốn phụ thuộc vào công nghệ bộ nhớ băng thông cao SBM, NPU của GZOK, ta tích hợp trực tiếp bộ nhớ SRAM băng thông cao ngay trên trên chip. Cách làm này giúp tối ưu hóa đáng kể hiệu suất truy cập bộ nhớ khi các dữ liệu quan trọng như tham số mô hình, kết quả trung gian được lưu trữ trực tiếp trong SRAM trên chip, từ đó giảm mạnh sự phụ thuộc vào bộ nhớ ngoài. Kết quả, thiết kế này không chỉ giúp giảm hiệu của độ trễ truy cập bộ nhớ mà còn nâng cao đáng kể thông lượng tính toán tổng thể, mang lại một hướng thiết kế hiệu quả hơn cho các tác vụ suy luận của mô hình ngôn ngữ lớn. Ghi chú quan trọng, việc LPU tích hợp SRAM trên chip là điểm then chốt cực kỳ quan trọng. Vì thế, tôi sẽ dành ít thời gian để cùng bạn giải thích sơ lược về các loại bộ nhớ trong ngành bán dẫn hiện nay. Hiện tại, trong lĩnh vực bán dẫn, bộ nhớ thường được phân thành hai nhóm chính: bộ nhớ dễ mất dữ liệu và bộ nhớ không mất dữ liệu. Hiểu đơn giản, bộ nhớ dễ mất dữ liệu là loại chỉ giữ được dữ liệu khi còn cấp điện, hễ mất điện, dữ liệu cũng mất theo. Ngược lại, bộ nhớ không mất dữ liệu có thể giữ lại thông tin ngay cả khi đã tắt nguồn, ví dụ như NAND flash, ổ cứng SSD, thông thường, bộ nhớ dễ mất dữ liệu, có tốc độ truy cập nhanh hơn, nhưng bộ nhớ không mất dữ liệu lại lưu trữ lâu dài. Bộ nhớ dễ mất dữ liệu lại chia ra làm hai loại, SRAM bộ nhớ tính, DRAM bộ nhớ động, trong đó, DRAM gồm nhiều biến thể như SRAM, SDRAM, MBDA, LPDDR, GDDA, và đặc biệt là SBM, thứ đang được dùng phổ biến trên GPU AI. Nguyên lý hoạt động của DRAM, mỗi ô nhớ DRAM chỉ gồm một transistor cộng một tủ điện để lưu một bit dữ liệu. Vì tụ điện sẽ dò dì điện tích theo thời gian nên cần làm mới liên tục, thương vài mili giây một lần để không mất dữ liệu. Còn hôm nay, nhân vật chính của chúng ta là SRAM, một loại bộ nhớ dễ mất dữ liệu nhưng rất đặc biệt. Mỗi ô SRAM thường dùng 6 transistor, gồm 4 transistor, tạo thành hai cặp mịch đảo ghép phòng phản hồi để lưu dữ liệu một cách ổn định, hai transistor còn lại kiểm soát việc đọc ghi dữ liệu, vì không sử dụng tụ điện nên SRAM không cần làm mới định kỳ như DRAM, chỉ cần có điện, SRAM sẽ giữ dữ liệu ổn định, vì thế nó được gọi là bộ nhớ truy cập mẫu nhiên tĩnh. Trong các CPU và GPU truyền thống, SRAM thường được dùng để làm bộ nhớ đệm bên trong chip, nó rất nhanh nhưng dung lượng nhỏ vì chi phí cao. Ví dụ dễ hiểu, bạn có thể tưởng tượng, Esam trên chip LPGU giống như các trạm nghỉ và trạm sạc chuyên dụng trên một cao tốc kín đặc biệt dành cho AI, thay vì để xe chứa dữ liệu, cứ phải ra vào khỏi đường cao tốc để truy cập bộ nhớ ngoài, thì các trạm này được đặt ngay trên đường cao tốc giúp giảm thiểu thời gian chờ, tiết kiệm năng lượng và đảm bảo lưu thông liên tục. Nhờ thiết kế này, LPGU có thể thực hiện suy luận AI với hiệu suất cao hơn và điện năng tiêu thụ thấp hơn. Dĩ nhiên, thiết kế này cũng có đánh đổi, SRAM e rất đắt đỏ nên dung lượng thường bị giới hạn hơn so với giam tuy nhiên, hiệu năng và độ trễ lại vượt trội, điều tối quan trọng trong nhiệm vụ AI suy luận thời gian thực. Và đúng như nhiều người đang thắc mắc, Liệu LPGU có phải là một ứng dụng cụ thể của công nghệ tính toán tại bộ nhớ đang gây sốt? Câu trả lời là đúng vậy. Trong kiến trúc máy tính truyền thống kiểu von Neumann, bộ xử lý và bộ nhớ tách rời dẫn đến vấn đề bức tường bộ nhớ, tức là dữ liệu di chuyển giữa bộ nhớ và CPU trở thành nốt thắt cổ chai. LPGU đã phá vỡ điều đó tích hợp bộ nhớ SRAM trực tiếp trên chip, dùng kiến trúc systolic cỏ dây, ma trận nhịp đập để tối ưu xử lý tuần tự. Nói cách khác, LPGU chính là một dòng chip tính toán tại bộ nhớ, dùng SRAM được sinh ra để phục vụ riêng cho suy luận mô hình ngôn ngữ lớn. Vậy là chúng ta đã cùng điểm qua khá nhiều khía cạnh của chip LPGU, một kiến trúc phần cứng mới, với tiềm năng không thể xem thường, sự kết hợp giữa xích và LPGU không ổn nào, nhưng đang âm thầm kích hoạt một cuộc cách mạng trong lĩnh vực AI suy luận, đặc biệt là khi các mô hình AI Trung Quốc đang gặp phải nút thắt tính toán, thì LPZ dường như là một hướng đột phá khả thi, nhưng liệu có thật sự là như vậy? Tại đây, có một câu hỏi rất quan trọng, trong kỷ nguyên AI sắp tới, LPZ có thực sự là lựa chọn sáng giá hơn GPU không? Tôi xin được dội một gáo nước lạnh trước, khác với những bài viết tràn lan trên mạng, đầy tính đầu cơ, đánh bóng cổ phiếu liên quan đến LPZ. Tôi, dưới góc nhìn cá nhân, vẫn giữ thái độ khá thận trọng với triển vọng của IoMizu, tại sao tôi lại nói vậy? Dưới đây là ba nút thắt lớn mà chip PPU đang phải đối mặt. Thứ nhất, nút thắt dung lượng bộ nhớ, lấy Gzok làm ví dụ, hiện tại, một con chip PPU của Gzok tích hợp khoảng 230MB RAM, giả sử, dùng kỹ thuật tối ưu như trụ lại tham số truy cập tần suất cao, thì 100 con chip PPU ghép lại, cũng chỉ cho ra tổng dung lượng khoảng 32GB, vừa đủ để chạy mô hình a 1 nhưng bạn cần biết theo báo giá chính thức từ Gozok, 100 con NPU có giá khoảng 3 triệu đô la, tương đương 78 tỷ Việt Nam đồng, chỉ để chạy một mô hình trưng cất 32 b chi phí này rõ ràng là quá cao. Bên cạnh đó, mạng kết nối giữa hàng trăm, thậm chí hàng nghìn con chip LPGU có thể được xem như một hệ thống L3, L4 KC ngoài vi quy mô lớn. Vậy câu hỏi đặt ra là LPGU kết nối các chip với nhau như thế nào? Làm sao để giải quyết được nút thắt băng thông trong quá trình liên kết? Đi xa hơn nữa, dù cho việc xếp trồng và kết nối các LPG có thể mang lại thông lượng cực cao, thì khi mô hình cần truy cập dữ liệu bên ngoài, như khi thực hiện embedding từ bộ nhớ ngoài hoặc truy cập các dữ liệu nóng từ Internet, tốc độ sinh thâu cần thực tế chắc chắn sẽ sụt giảm mạnh. Thậm chí, chỉ còn chưa tới một phần nghìn hiệu suất đỉnh của SGAM. Từ góc nhìn này, SGAM hoàn toàn không vượt trội về tỷ lệ hiệu năng trên chi phí so với SBM. Nốt thắt thứ hai, công nghệ tiến trình, Sjam sử dụng cấu trúc 6 trên một cấu trúc tương đối ổn định nhưng đã gần chạm ngưỡng giới hạn về thu nhỏ. Hiện tại, các tiến trình 14 nanomet hay 7 nanomet đã gần như là cực hạn cho Sjam khi tiến xuống dưới 7 nanomet, hiện tượng tunneling lượng tử gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến độ ổn định và hiệu năng đọc ghi của các ô nhớ, chi phí sản xuất cũng là vấn đề. 1 megabyte Sjam ở tiến trình 7 nanomet có giá khoảng 0,8 đô la Mỹ, cao hơn đi giam cùng tiến trình từ 8 đến 10 lần. Dù công nghệ 3D cắt có thể giúp mở rộng theo chiều dọc, nhưng các giới hạn về chi phí và công nghệ vẫn là rào cản lớn. Cuối cùng, nút thắt thứ ba phụ thuộc vào kiến trúc, và đây mới là nghiêm trọng nhất. Bản chất LPGU là chip chuyên dụng, việc nó vượt trội hơn GPU trong một vài tác vụ cụ thể là điều dễ hiểu, nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng chip chuyên dụng sẽ luôn hay hơn chip đa năng. Trong thời đại AI liên tục biến đổi, quá phụ thuộc vào một loại chip chuyên biệt là cực kỳ rủi ro. Ví dụ, LPGU của GZOC được tối ưu hóa để chạy các phép nhân và phép cộng trong kiến trúc trên Transformer, nhưng theo một số thống kê, khi chạy các mô hình MOE, hiệu suất của LPGU giảm tới 40%. Trong các tác vụ đa mô hình như xử lý hình ảnh với ZNet 50, LPGU chỉ bằng 1 phần 3 tốc độ của GPU A100 bằng thông bộ nhớ hạn chế, khiến xử lý video gần như không khả thi. Và nếu bước sang địa hạt, huấn luyện mô hình lớn, xử lý ảnh phức tạp, AI đa nhiệm, LPGU hoàn toàn không thể so bì với một GPU đa năng như S100. Nhược điểm là quá rõ ràng, điều đó khiến LPGU chỉ thích hợp cho một vài ứng dụng hẹp. Trong khi đó, tương lai AI của nhân loại là không thể đoán trước, có thể mô hình ngôn ngữ lớn là con đường đúng, nhưng cũng có thể sang năm lại xuất hiện một mô hình mới, có thể DeepSeek A2 dùng kiến trúc khác hẳn, thậm chí không còn dùng trên phó mở nữa. Nếu đặt cược vào LPGU, rủi ro bị khóa chết kiến trúc là cực kỳ cao, điều rất bất lợi cho một hệ sinh thái AI đang biến đổi không ngừng. Đến đây, nếu bạn vẫn đang theo dõi thì chắc chắn bạn là người thực sự đam mê công nghệ và thích đào sâu tìm hiểu. Video hôm nay có thể hơi khô khan một chút, nhưng tôi tin rằng nội dung đủ chắc đủ sâu và có thể xem là một trong những video giải thích toàn diện nhất về LPGU trên Internet Việt Nam. Trong bối cảnh hiện nay, khi nhiều thông tin về LPGU đang bị thổi phồng quá mức, tôi hy vọng video này sẽ mang đến cho bạn một góc nhìn tỉnh táo và thực chất hơn. Cuối cùng, làm ra những nội dung như thế này thật sự không dễ, nên nếu thấy hữu ích, hãy like và đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho mình nhé. Sự ủng hộ của bạn chính là nguồn nhiên liệu để mình đi tiếp trên hành trình chia sẻ trí thức, nếu thấy nội dung xứng đáng, bạn cũng có thể mời mình một ly cà phê qua mã QR trên màn hình. Mình rất trân trọng từng sự đóng góp. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo, nơi chúng ta tiếp tục khám phá những công nghệ định hình tương lai.